anh em biết cái vụ hở cốp xe rim. Bởi vậy nói giận xe rim á là cả là một nghệ thuật cái vậy các bạn. Nó hở cầm công tắc nè, nó hở đầu đèn, nó hở bẩn, nó hở cốp, nó hở tá lả sao bì hết rồi, nó cong đuôi, nó cụp đuôi. Những vấn đề đó anh em chơi xe rim lâu năm khi em nói vậy đúng không anh em? Thì hôm nay em tiến hành là hoàn thiện xong phần nội thất cho xe rim dọn mới. Thì ở đây á là chủ xe sẽ dọn cái chiếc xe này là tem màu hồng theo của đời cái xe này luôn đó. Và vẫn như mọi khi thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn kiểm tra chi tiết bên trong cho chủ xe. Cái hộp boe các bạn đang thấy nè là nhờ công nghệ phục hồi nhựa và phục hồi đồ nhôm bắt đầu xuất hiện vào năm 2003-2004 đó, không 2023 và 2024 đó, thì các bạn sẽ được giữ lại những cái sản phẩm nó đẹp hơn nữa. Hồi đó thì em cũng giữ lại những cái hộp này nhưng mà không có phục hồi được, mình chỉ là rửa vệ sinh sạch sẽ, còn sau này mình phục hồi lại thì nó như mới. Rồi bắt đầu đi vô là về phần chi tiết. Trước khi gắn nắp cốp vô, các bạn thấy dấu bấm điện sườn nè, trên xe này vẫn còn đó. Thì quan trọng ở đây là cái người thợ làm đồng người ta bấm điện lại có sạch hay không, không à, có làm cái lỗ nó sâu được hay không nha các bạn, chứ đồng cỡ nào á cũng sẽ được hết á. Rồi về phần dấu bấm điện, tiếp đó nó là về phần rơ le đờ. Đây full cái xe này là dàn điện em thấy mới hết, rơ le đờ nè, bình ắc quy nè, cầu chì nè, sạc nè, stop chân nè, đó là em thay mới hết. Và cái bát này là kêu là cái bát giữ cục sạc, thì nó sẽ có đời xe rim là có và sẽ có đời xe rim là không có cái bát này nha. Còn toàn bộ những cái xe em dọn á, là sẽ đều đúng ốc và đúng vị trí. Ví dụ ở đây là rim thái thì phải là đúng ốc số 10 có chỉ này. Rồi bên đây rim thái là phải đúng ốc số 10 có chỉ này. Đã nói là xe thái thì phải dọn ốc thái. Có rất là nhiều anh em á, người ta tự hào, người ta nói à xe tao nát, xe tao tàn, tao dọn có mấy triệu, mười mấy triệu. Mình nói với các bạn, tại thời điểm hiện tại á, cái mạng xã hội quá phát triển rồi, anh em không thể nào mà dùng mấy triệu, mười mấy triệu mà anh em phục dựng lại một chiếc xe rim thái quay thái 110 mà kêu đúng đẹp và nguyên bản được hết. Cái chuyện đó nó xa vời lắm bạn, mà không nói không phải xa vời, chuyện đó là không có được, bất khả thi luôn. Bởi vì càng ngày những món đồ các bạn mua á, nó sẽ càng cao theo cái tỷ lệ phần trăm của thị trường đó, do biến động thị trường nữa. Rồi ở đây các bạn có thể thấy là ti thâm nhớt này vẫn cũ, bởi vì là em sẽ để em đi rô đai và em còn thay nhớt tiếp cho người ta, nên em là không có thay cái ti này, vẫn là ti cũ nha. Cục đề em thay mới nè, kèn em thay mới nè, từ co xăng, ốc co xăng nè, các bạn thấy ốc co xăng là đúng ốc số 10 có chỉ không đó. Và xe này là ráp phụ tùng zin chính hãng mới hết, chứ không có gì tồn thôi, đúng một bộ tem tồn thôi. Mua bình thường em thay mới, chụp buri em thay mới. Chụp buri mà đúng đồ hẻ là nó có chữ này nè các bạn, chữ Z. Chữ Z đó là đúng nghĩa là gói Z luôn các bạn, GAT đó. Rồi dây ga, dây e, dây điện sườn full mới 100%. Dây điện sườn là có cái tem luôn, ba chữ A, 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 B đó. Đúng dinh rim thái hồi xưa nó cũng có như vậy á. Thì sau này mình tìm cách mình phục dựng lại dây điện sườn rim thái này, nó có một cái bát màu đỏ đây nha. Đó, cái bát giữ dây điện sườn là màu đỏ. Rồi, bắt đầu mời camera trả về vị trí cũ. Bữa giờ Sài Gòn mưa, giờ nó nắng bà cố luôn vậy. Mình đang quay clip là 5 giờ chiều các bạn. Clip này được em quay là ngày 20 tháng 5 năm 2024. Và tại sao nãy giờ các bạn thắc mắc là cái xe này có dựng chống nghiêng không, đúng không? Bởi vì nó chưa có chống đứng. Đó, tem chữ S nằm đây nha. Sau này rim thái là bắt buộc là dán ở đó hết. Và các bạn biết á, là tại sao á, mà xe này nó không có chống đứng không? Nó có nhiều cái không như các bạn nghĩ luôn nha. Theo các bạn nghĩ là xe này em thay hết không? Hay là còn giữ lại một vài món có giữ lại á? Ví dụ sườn là chống đứng em giữ lại nè. Thì là khi mà các bạn phục chế lại một xe cũ, bắt đầu camera quay toàn bộ phần khung sườn thiệt chậm đi. Các bạn còn đẹp nhất là phần khung sườn đúng không?
Thì có nhiều xe các bạn dựng lên á, các bạn thấy á, nó bị sẹo, nó bị nghiêng. Có nhiều xe các bạn đá xuống nghiêng, các bạn lại thấy nó nghiêng quá, nó liên đối đủ thứ nha các bạn. Đó là lý do mà tại sao bây giờ khi mà cái xe này gần thực hiện xong mà chưa có chống đứng à. Dựng chống đứng là anh xe phải ngay. Thì có nhiều người ta không xác định được, người ta nói là do người làm đồng sườn bị lỗi. Mà ngay cả người làm đồng sườn người ta cũng không biết người ta làm bị sai luôn nha. Thì bây giờ là sai ở đâu? Sai ở cái sườn hay là sai ở cái chống đứng? Đó, đó mới quan trọng nè. Rồi, cao su giữ IC thay mới nè. Đó, cao su giữ IC rim Thái này các bạn kiếm hơi bị hiếm nha. IC thay mới nè. Cái bát giữ dây IC là phải đúng ốc số 10 có chỉ luôn mới được nha. Cao su hãng nè, các bạn coi là nó có một cái chữ C32 in trên cục cao su luôn. Anh em hỏi xe rim á thì có cao su hay không? Xin thưa anh em nè, xe rim vẫn có cao su sườn, cao su đuôi, cao su sạc khí rất nhiều. Rồi bắt đầu quay lên từ bộ hoa lăng, dây điện. Dây điện này em thay mới cho chủ xe luôn á. Rồi vậy là hỏi tiếp sao nút này cũ đúng không? Chưa tự tin á. Chừng nào xe ra khỏi xưởng tại quân điện thì cái xe đó mới được thay nút thăm điện, còn không á là vẫn để là hai nút đó. Rồi. Bắt đầu là dây xăng nè, phao xăng nè. Tất cả là thay mới hết. Phần đầu lòng anh em quay rất là sạch sẽ và đẹp. Đầu lòng là phải mới vậy nha. Mình dọn mới mà, có nhiều người dọn mới mà xe nó cũ nhìn khó chịu lắm đó. Rồi. Bây giờ là cho phép em tiến hành là bàn giao cái xe này. À trước khi mà ráp hết á, quay giùm đi. Để anh đứng yên đó anh. Anh dựng lên trước, quay bốn ốc hộp Boe nó sẽ thấy rõ hơn nè. Đó, các bạn thấy là cái hộp Boe này, hộp Boe cũ theo xe của ta các bạn. Bốn con ốc đó rất là hiếm. Và cái hộp Boe mà đời ốc này cũng rất là hiếm luôn. Và đa số mà đời hộp Boe này là nó của đời tem hồng không nha các bạn. Ừ. Thì những cái nào á, mình chuyên dọn rim Thái mình sẽ giữ lại để mà kêu là có dấu vết của thời gian các bạn, không thể mua bằng tiền á. Đa số thấy giờ nếu mà đồ tồn luôn cái hộp Boe này cũng hiếm lắm. Rồi, em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn, hôm nay là ngày hoàn thiện xe rim Thái dọn mới 100%. Thì ở đây á, những cái bước cơ bản nhất để mà cần được khôi phục lại, phục dựng lại một chiếc xe đã được mình xử lý ngay từ đầu. Thì các bạn bắt buộc luôn phải xử lý ngay từ đầu để mà nó có một cái khung sườn đẹp, một cái dáng xe đẹp, chuẩn. Để mà ngày hôm nay khi hoàn thiện bắt đầu nó mới đẹp. Thì các bạn nhớ giùm mình nha, xe rim á bắt buộc luôn là nó không được sợ đuôi hoặc không bị cụp cái đuôi xuống. Rất là nhiều anh em nói là cái phần đuôi này nó phải cụp xuống như vậy thì nó mới đúng. Không, cái đó kêu là bị sợ rồi các bạn. Là xe các bạn nó bị sợ rồi. Ở đây các bạn đang thấy cái đuôi rất là thẳng hoặc là tay nắm cản như vậy thì là mới đúng nha. Và cái đó liên quan tới việc làm đồng sườn là 50%. Tới lúc cái người ráp, người ta ráp lại, người ta chỉnh sửa lại là 50% nữa, chứ không phải là một mình ông làm đồng sườn không. Rồi. Bắt đầu đi vô ha, là che nước đuôi. Xe rim nó có nhiều cái hay lắm các bạn. Khi mà em dọn xe rim đó nha, bắt buộc luôn là phải đúng ốc. Đúng là không phải là ở một khía cạnh không đâu, mà toàn bộ luôn. Để mà kiếm được những con ốc mà đúng xe rim á, đó, toàn bộ nè. Và cái bộ bắt này cũng vậy. Cái bộ bắt này trong đó là nó khoảng 6 chi tiết. Là ốc đầu chùa nè, lông đờn nè, cao su nè. Cao su chống rè đuôi á, nó nằm ở trong sau lưng đây nè. Và khâu nè, và ốc đầu 10 dài nữa nè. Đó, nguyên công đằng hậu em thấy mới. Cao su tay nắm cản sau này á là em thay mới. Và em sẽ làm thêm hai cái nóc này từ hồi đó giờ, bởi vì khi có hai cái nóc này nó khó bung cái này ra hơn. Xe rim thì nó dễ bung cái đó mà, đúng không? Rồi, về phần yên đây ha. Về phần yên các bạn sẽ thấy được cái form này là cái form yên của hàng rim Thái mới bây giờ. Đó, rất là đẹp và rất là chuẩn. Đế sắt, tem dán thêm, ốc số 10. Ốc số 10 thùng xăng này là đúng đời của nó luôn nha. Xe này bữa em có gỡ ra em nói với các bạn là năm này là năm bao nhiêu đó, em quên mất rồi. Thùng xăng này em thay mới nè, báo xăng đồ là mới hết. Rồi, tất cả rất là chỉnh chu. Và con ốc này luôn bắt buộc phải đúng nha các bạn. Đó. Rồi, tiếp nè, ô 2543.
Ở đây là rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn trong năm 2024 này. Một là Bo 2543 hàng mới, hai là Bo 1985 hàng mới. Thì theo phán đoán thôi là người ta sẽ lấy cái Bo 2543 này nè, người ta đi CNC lại, người ta khắc chữ 1985 lên. Và thứ ba là các bạn có thể mua Bo theo xe. Thứ tư là các bạn có thể mua một cái Bo tồn của Rim Thái. Rồi bây giờ em sẽ cho các bạn nghe là tiếng của Bo hàng mới. Bo hàng mới là đít nó vẫn có chữ S bình thường đó nha các bạn. Ấm, chuẩn. Cao su cái chân này thay mới nè. Đó. Rồi. Và các bạn sẽ thấy được nguyên cây phục. Nguyên cây phục này là nguyên cây phục cũ theo xe, được mình đầu tiên là phục hồi nhựa lại nè, để cho cái phần nhựa đen đó nó bị bạc màu, nó mới lên nè. Cái thứ hai là mình thay những cái chân si này nè, cái áo si này nè. Thứ ba là cái chân của Rim Thái mình phục hồi lại nè. Đó. Còn khi mà dọn Rim Thái bắt buộc phải chính xác là chính xác ở đâu? Phần ốc. Quay vô đây, cái khúc đây rất là nhiều người người ta bị lầm khi bỏ dọn mới. Người ta không có được gắn ốc Thái. Ốc Thái là ốc hay ốc số 10 ở chỉ nè, báo độ màu bổ thắng nè. Và cục canh bánh nó sẽ có một cái đường chỉ như vậy thì kêu là ốc Thái đó các bạn, là mới đúng đồ Thái đó. Rồi mình đồng xương, khi mà làm đồng lại có giữ được dấu âm điện hay không? Đó là câu hỏi mà rất nhiều anh em chơi xe riêng thắc mắc. Cái đó là các bạn làm những chỗ không có đúng thôi. Còn riêng em á, bắt luôn Rim Thái là phải có dấu âm điện và phải bấm rõ luôn nha. Đó là dấu âm điện zin của nó đó các bạn. Đó. Ba ga 10 ly. Ba ga 10 ly này các bạn thấy nè, vẫn gắn ốc 10 Thái luôn. Khi mà người ta bán cái ba ga cho các bạn á, ốc lô. Còn ở đây các bạn thấy là ốc của em là đúng mắt zin luôn. Rồi từng cái lông đòn nè. Cái xe của em dọn lúc nào nó cũng bóng, lúc nào nó cũng sắc sắc, sắc sảo và nó tỉ mỉ là sao? Từ cái phụ tùng đó, từ cái lông đòn nè, từ ốc ba ke luôn nè, tất cả là phải mã Nhật hết. Cái mã Nhật nó mới cái mã siêu bóng đó nha các bạn. Rồi còn đập thắng thay mới nè, cao su cái chân thay mới nè, giò đạp này là giò đạp theo xe nè. Đó rồi nè, cái này là ốc số 10 đó, ốc bẩn, ốc yếm á, kêu là ốc chống yếm á, là số 10. Các bạn gắn ốc hình tròn á là cái đó của Super. Và phần này em mới rút ổ khóa là em đang review cho các bạn cái vụ ổ khóa đó. Ổ khóa này là ổ khóa zin nha, là một khó là làm sao các bạn nghĩ dọn xe rim á, rồi bắt đầu camera đứng ở dưới đây, các bạn nghĩ dọn xe rim á, bên đứng ở đây bên. Các bạn nghĩ dọn xe rim đúng không? Khó là khó gặp cầm, đúng. Nhưng mà khó là chọn bộ phần đầu này nè, tổng thể. Ở đâu? Một nè, là phải ra cặp cầm cho thiệt đẹp. Rồi, camera vô. Ra cặp cầm cho thiệt đẹp đó nha, sẽ rất là cay đắng hơn. Cầm ở đây đã được ra rồi. Và các bạn thấy cái màu sắc á, của những cái nút hoặc là của cầm công tắc của em, nó đẹp không? Nó đậm, nó đỏ và nó đục. Nó không bị trong trong, nó không bị lô lô, nó không bị dại dại ha. Rồi. Nguyên đồng hồ là em thay mới cho chủ xe nè, bởi vì đồng hồ chủ xe nát lắm. Là một yếu tố đúng không? Là phải ra cặp cùm. Thì khi mà ra cặp cùm á, nói chính xác là nè, là phải ra đầu đèn cho xe rim. Ra đầu đèn cho xe rim là gì? Bắt đầu nó vô vấn đề thứ hai nè, là ổ khóa. Các bạn phải làm sao mà ổ khóa nó bằng mặt vậy? Có rất là nhiều anh á, cái ổ khóa nó bị đưa vô. Có nhiều anh á, cái ổ khóa nó bị đưa ra. Đó. Và ở đây cái nhu cầu thầy đặt ra là nó bằng mặt là được. Còn có những anh nó bị bệnh các bạn, ảnh đòi á là cái ổ khóa này nó phải ngay tâm của vòng tròn luôn. Chợ mình nói với các bạn sửa được như vậy á là quý quá lắm rồi, là VIP á. Còn nhiều anh đó nha, là anh phải đòi nằm ngay tâm vòng tròn. Mình nói các bạn sao lấy tâm được. Tương đối hơn, các bạn coi á, cái ổ khóa zin theo xe bằng bại luôn. Nó thụt vô đưa ra, nó hởm này hởm kia tùm lum á. Còn đây là sao? Phục dựng lại, lắp ráp lại bằng tay là đã được mình chủ động lại rồi đó. Nó đẹp theo cái ý của mình. Còn khi mà một cái hãng Honda người ta sản xuất, người ta sản xuất hàng loạt, nó không theo ý các bạn được đâu. Và thêm một cái là độ hở của bẩn với lại bờ cổ. Cái này kêu là bờ đồng hồ ha. Còn này độ hở bẩn. Đầu khoa quay em đây, khoa quay qua. Thấy không? Đẹp tỉ mỉ ha.
đó. Mình dọn một chiếc xe á, mình nên soi những phần đó để coi là à, cái người thợ mà dọn lên chiếc xe này á, người ta có sắc sảo hay không, người ta có chỉnh chu từng chi tiết hay không. Chứ còn thực sự các bạn nhìn lướt qua ông nào dọn như ông nào, các bạn kiểm tra ốc nè, kiểm tra thế xe nè và phần máy nữa. Rồi kiến rổ, kiến rổ đây là làm sao? Kiến rổ đây là theo yêu cầu chủ xe thích gắn kiến em sẽ gắn kiến, chủ xe thích gắn rổ em sẽ gắn rổ. Đó. Toàn bộ xe này là ráp phụ tùng mới hết 100%, chỉ có một cái là ráp đồ tồn, và đúng luôn là nên có đồ tồn cho dòng xe màu hồng này. Anh em nào á mà đem rim Thái ra dọn vào năm 2024-2025 chắc chắn là hợp lý. Bởi sao? Đồ càng ngày càng ít, bắt đầu các bạn khó dọn rồi nha. Cái đồ càng ngày nó sẽ mất, hãng nó sẽ xóa vài mã, thì sẽ tới một thời gian rồi đó các bạn không phục dựng lại được xe rim nữa. Giống như 6-7 giờ hoặc mua lết giờ là dọn lại cho vui hơn, sơn xi rồi hơn, không kiếm được đồ. Rồi các bạn coi nguyên cái phần bánh trước mà nhìn nó là các bạn thấy sự khác biệt liền. Tại sao nó là một khối tổng thể? Khối tổng thể ở đây là gồm gì? Đầu tiên là màu là màu xi, màu sơn. Nếu mà các bạn bỏ sơn xi, chất lượng nó phản ánh ra cái màu chất lượng. Cái thứ hai nữa là ốc, là nguyên liệu. Ví dụ ốc là phải ốc đúng số 10 nè, mà ốc Thái là màu vàng nè. Ốc ở đây là ốc số 10 có chỉ nè. Đó. Rồi bắt đầu ốc số 10 có chỉ nè. Rồi cốt này cũng vậy, là phải cốt đen nè. Đó, chân câm là phải chân câm vàng nè, đủ chân đủ đồ nè. Rất là tỉ mỉ ha. Rồi niền là niền xe âm oxy trùng mã nè. BOS ở trước và BOS ở sau nè. Đúng rồi, ở sau BOS luôn nè. Rất khó chịu nha. Dọn rim Thái khi mà các bạn đòi hỏi một cái sự chỉnh chu á, nó sẽ rất nhiều vấn đề cho các bạn xử lý ngay từ đầu. Và tới lúc mà ráp lên á, các bạn cần phải chỉnh sửa liên tục. Khi mà các bạn kỹ thuật ráp xe này lên á, là bắt đầu mình coi phần khung sườn nó thẳng hay không. Các bạn bỏ làm đồng rồi nó vẫn xéo nha. Vừa đề ba ráp lên là mình phải xác định được điều đó. Rồi các bạn coi bọc xích nè. Bọc xích là 4 cái đồng tiền lớn. Em dùng từ 4 đồng tiền lớn thì không biết anh em bây giờ có hiểu được em nói không ta. Đó. Cốt là cốt số 10. Ốc thùng xăng số 10 cho nên là con ốc này bắt buộc phải số 10 luôn. Đó. Rồi. Cần số thay mới, chống nghiêng thay mới. Chỉ có chống đứng là cũ ảnh thôi. Đó. Và màu. Màu của cặp lốc. Màu của cặp lốc á, rất là nhiều tranh cãi, camera giật ra cho mình sao á, thấy được màu của cặp lốc và cặp te thôi. Đó, từ đây tới đây thôi, hai phần. Thì rất là nhiều anh nói á, ủa tay sao em sơn cho anh á mà cặp te này màu khác nè, lốc này màu khác nè. Dạ em đang sơn đúng mà. Cái lốc nó phải màu khác. Cái lốc là không lót. Lốc Rim Thái là ám ảnh cực kỳ, không lót nha. Và siêu dễ chạy, cực kỳ dễ chạy luôn. Đụng là chạy, nhiều khi lấy tay càng em chạy luôn. Nó không lót và nó quá mỏng. Khi mình sơn lại mình nói với các bạn, nếu mà ai đúng chịu chơi á, tuyên bố em tay đừng có lót cho anh, giờ chạy anh chịu á, là sơn ra đẹp và xuất sắc cực kỳ. Em có làm cho khoảng mười mấy người á, ra cái màu lốc cực kỳ ưng ý. Và các bạn khi mà các bạn đi lâu á, nó nóng nó rút cái màu xuống á, còn đẹp hơn rất là nhiều nữa nha các bạn. Rồi ở đây là gấp, là thay sẽ gấp mới nè, là an toàn nhất. Bởi vì sao? Những cái rim Thái là gấp là tạm thời kêu là gấp tròn đây, phần này nó tròn. Những cái này là nó mỏng dánh nè, rất là dễ xé sau đây. Thì nếu anh em nào á mà còn được gấp thì tay sẽ giữ lại cho anh em. Nhưng mà thực sự cũng hiếm lắm các bạn, hay kêu là cái càng sao á đó. Bởi vì do cái phần này nó quá mỏng và nó đọng nước trong đây nè, các bạn đi rất là dễ mục hơn. Đa số là khoảng 10 xe đi dọn thì hết 8-9 xe là phải thay càng mới hoặc là cái thùng xăng mới rồi. Còn trên tinh thần là mình lúc nào cũng vậy, mình phải giữ lại được tất cả đồ zin. Cái đồ zin trên xe giữ lại á, không đồng nghĩa với việc là các bạn phải dọn một cái xe rẻ. Khi các bạn giữ lại món đồ zin á, các bạn phải đem cái gấp đi làm đồng lại, đem thùng xăng đi làm đồng lại, đem cái cản tay nắm sao đi làm đồng lại, đem cái gác chân chống đứng chống nghiêng đi làm lại hết. Ví dụ các bạn coi xe của anh Thuật, cái xe cũng tay màu hồng vậy luôn. Các bạn thấy là chủ xe của xe đó là xe đẹp. Để giữ lại được nhiều đồ, là ngay từ đầu người ta chưa có xe, người ta muốn dọn xe người ta đã nhờ mình tư vấn. Thì giữ lại rất là nhiều đồ.
Thì khi mà giữ lại được nhiều đồ thì ảnh thêm vài món nữa, đồ tồn. Ví dụ như xe này nè, các bạn coi phần tem đi. Phần tem xe này rất là đẹp nha. Bởi vì sao nó đẹp? Bởi vì tem xe này em sử dụng là tem tồn màu hồng. Nó khác biệt xe lắc xe lơ với lại những cái tem hàng mới luôn. Rim thái, tem lửa, các bạn có thể là bị sợ các bạn nhầm lẫn. Nhưng mà tem hồng này nè, tem tồn nhiều, tem chơi thoải mái. Cho nên là dọn một chiếc xe á, quan trọng nhất là bộ tem. Mà khi có bộ tem đẹp á, các bạn dọn ra chắc chắn là nó phải đẹp các bạn. Khi các bạn ngồi uống cà phê á, các bạn cặp hai cái xe vô, cái xe đi với tem lô á, nhìn nó lô ghê lắm. Cái xe có được bộ tem tồn á, nhìn nó đẹp, nó sắc sảo lắm. Và bắt đầu so tự tin ra luôn nha. Bất cứ cái xe nào em dọn mà nếu mà cặp chung với xe khác vô, nó thấy được màu sơn nè, màu xi nè, từng con ốc mình chỉnh chu á, từng cái dàn áo luôn nè, cốp nè các bạn coi nè, ôm nó cỡ này nè. Anh em biết cái vụ hở cốp xe rim không? Bởi vậy nó dọn xe rim á là cả là một nghệ thuật cái vậy các bạn. Nó hở cầm công tắc nè, nó hở đầu đèn, nó hở bẩn, nó hở cốp, nó hở tá lạ sao bì hết. Rồi nó cong đuôi, nó cụp đuôi nữa. Những vấn đề đó anh em chơi xe rim lâu năm, khi em nói vậy đúng không anh em, ám ảnh nhất vẫn là phần máy. Xe rim là phải chạy đồ đai cho lâu, chạy mà phải qua 3-4 ngàn cây, 5 ngàn cây đồ á, xe mình mới nhão, mới nhẹ được. Ở đây là kêu là cái may mắn của em nè các bạn, ráp cái lụm luôn à. Tới giờ thì em chạy đồ đai 8 mấy cây đó, là sẽ tiếp tục đi thêm 2 ngày nữa mới giao về cho chủ xe. Ấm gơm. Rồi ví dụ như thay cái yên mới đây, anh em nói ai thay cái yên mới ngon này các bạn coi nè. Các bạn thay yên mới các bạn làm được gì không? Nè. Phải nhẹ nữa nha. Đó. Đó. Cái yên nó tự bung lên luôn. Là các bạn thấy cái con cò nó nhảy, nó bung cái bạc cái yên lên luôn. Cả vấn đề. Nhiều anh em ở nhà coi, chỉ biết coi thôi. Và nhiều người thợ ở nhà, hồi đó giờ nếu mà đã là thợ, mình phải biết nha nè. Không có gì mà nó rẻ mà nó ngon đó. Và không có gì mà đồ rẻ mà nó đẹp á. Có nhiều anh em thợ tới một món đồ mua chưa biết giá trị của nó luôn, nằm ở nhà coi, lên chửi em hoài. Anh em hồi đó giờ anh em ráp á, anh em mua ốc ráp á, anh em mua là ốc Việt Nam, anh em vô hãng Việt Nam anh em mua. Thì mình hỏi các bạn sao mà ra ốc Thái được, sao mà ra ốc Vinh được. Đó là một. Có những anh em dọn xe xong ráp nguyên nhà ốc Shopee luôn, thì sao mà ra riêng Thái. Cái đó là khi các bạn làm cho những người không đủ kinh tế. Còn đây là chủ xe muốn dọn lại riêng Thái. Nhớ chữ ra riêng Thái. Trừ khi là những món đồ nào mua không có hàng Thái, mình mới ráp đồ Việt vào. Đó. Còn đa số hiện tại bây giờ là vẫn đang còn đủ đồ. Nếu mà không đủ đồ mới, ta sẽ chọn phương án là mua đồ cũ trên xe, nó mới đúng là đồ Vinh các bạn, đúng không? Ví dụ như là bát bô, cái bát bát bô hay gọi là tay bô là hiện tại giờ là ngưng sản xuất rồi nè. Thì giờ tay chỉ lo tay gom là những cái bát bô này Vinh theo xe ta giữ lại thôi, để sau này ta phục vụ anh em. Cái bát bô đó, bát Vinh và bát lô, một chi tiết nhỏ thôi. Cái bát Vinh á là nó sẽ có ngón đồ trong đây nè, và nó rất nặng. Bát lô nó mỏng dánh nè, và nó mất cái dấu đó luôn, nó mất cái hình âm xuống luôn đó. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ là kết thúc chuyên mục giọng mới stream ở đây. Chúc các bạn có một đêm coi kênh Tây Côn Điển vui vẻ. Nhớ bấm follow mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi chào các bạn. Thì hôm nay là bắt đầu chạy thử Hyundai và chạy thử stream giọng mới. Stream này là mình dọn cặp nha. Một chiếc là mình dọn dưới Tân Phú Đồng Nai. Còn cái xe này thì ở trên Trạch Đồng Nai. Cái xe Tân Phú Đồng Nai thì là giờ thối thật luôn. Còn cái xe rim này thì ở trên Trạch Đồng Nai. Thì hên, gọi là hên thôi. May mắn là nó không bị bất cứ gì hết. Từ dàn chân cho tới dàn máy, tới xăng cổ, tất cả là tròn hết 100%. Thì tới giờ là mình rô đai là 8 mấy cây rồi. Bây giờ là mình đi thêm khoảng 2-3 ngày nữa chờ chủ xe lên nhận thôi các bạn. Tất cả là nghiêm chỉnh hết 100% nha.
Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.